À, còn một cái điều nhỏ nhỏ nữa mình cũng nhắc với anh em luôn ha, trong cái cuộn dây 4X của IGK thì ở trên đây nó in đây này bạn, thì nó in là sinking time, có nghĩa là dây này nó sẽ chìm nha anh em. Rồi đó là cái điều thứ nhất. Một cái điều thứ hai mà cũng có khả năng là làm cho anh em khó chịu chút thôi chứ không có gì, thì anh em thấy là dây mặc dù là dây số 2 nhưng mà cái mắc của nó chỉ có 28 LB, trong khi cái cuộn IGK mà GSO đó 8X đó thì số 2 nó là 40 LB, có nghĩa là cái cuộn dây này nó sẽ thua về cái chịu lực so với cái cuộn dây kia đó là 12 LB, là tương đương với 2 kg mấy ha. Còn 28 LB này là nó cũng là 10 mấy ký rồi đó. Thì ở đây là cái điều tuy nó nhỏ nhưng mà những anh em nào mà chi tiết, nghĩa là soi về spoil cái về cái dây đó nhiều đó thì nó sẽ có một chút khó chịu ha. Nhưng bù lại thì cũng như clip trước mình nói rồi ha, thì cái dây này nó dành cho big game, chơi mạnh bạo đó. Còn anh em nào thích smooth, trơn mượt, cảm nhận sensitive thì lấy qua 8X, còn bạo lực thì này là ok ha. Thì đây là một cái điều tuy nhỏ thôi nhưng mà nó cũng có thể gây cho anh em một chút xíu tâm lý, nói chung là lan man giữa sự lựa chọn 4 với 8 thôi chứ không gì. Nhưng mà đây mình sẽ nói rõ luôn, mình sẽ spoil kỹ cho anh em luôn. Thứ nhất là dây chìm, thứ hai là đồng cái chỉ số dây, nhưng mà này nó lại cái mắc lót của nó sẽ hạ xuống so với bên kia là 2,7 kg ha. Thì mong anh em chú ý để lựa chọn cho mình một cụ dây thích hợp. Rồi cảm ơn anh em, đây là một cái tip nhỏ chứ không phải là một cái video lớn ha. Cho mình cũng tại mình thấy thiếu cho nên mình muốn gửi đến anh em cho nó trọn vẹn về cái cụ dây 4X này luôn. Rồi cảm ơn anh em.